Ngày 2 tháng 11, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 10 năm 2022. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe cho ý kiến và nhất trí cao với nội dung tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Vân Sơn tại xóm Bục và vùng cao phụ cận tại xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc. Theo đó, mục tiêu của đồ án là xây dựng một khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xã hội có chất lượng cao, cải tạo kiến trúc cảnh quan của khu vực, chuyển khu đất có hiệu quả sử dụng thấp thành khu dân cư được quy hoạch đồng bộ. Ý kiến của đồng chí Bí thư Huyện ủy bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao, đề nghị dự án sớm triển khai thực hiện theo cam kết. Trong quá trình thực hiện, cần tôn trọng hiện trạng, hạn chế tối đa việc san gạt đất. Trong cơ cấu sử dụng đất, cần quan tâm đến sự kết hợp hài hòa, hợp lý. Các công trình kiến trúc và kỹ thuật phù hợp với truyền thống văn hóa và tình hình phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch tổng thể, góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt cho dân cư địa phương. Ngoài ra, hội nghị đã nghe cho ý kiến và quyết định theo thẩm quyền vào nhiều văn bản quan trọng gồm sự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 14 ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc chấp hành luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện Tân Lạc và sự thảo kết luận của Ban Thường vụ về nội dung này. Dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Tân Lạc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Đề nghị sửa đổi bổ sung quyết định số 398 ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành quy định về các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án đầu tư quan trọng xin chủ trương Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy. Báo cáo dự thảo, thông báo kết luận các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2022. Công văn của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện về việc xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm. Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Ý kiến của các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các văn bản. Đặc biệt, tập trung phân tích đánh giá sâu vào nội dung dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 14 ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc chấp hành luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện và dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đinh Anh Tuấn giao Văn phòng Huyện ủy và các ban ngành liên quan tiếp thu hoàn chỉnh các văn bản, đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân huyện. Đặc biệt, sau khi ban hành kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc chấp hành luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện, các cấp ngành cần có kế hoạch triển khai quán triệt hiệu quả, thường xuyên tổ chức các diễn đàn hạnh phúc gia đình, các tổ hòa giải, tăng cường tuyên truyền giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Đối với tình trạng tảo hôn, cần đánh giá đúng thực trạng, khoanh vùng và có giải pháp tác động phù hợp nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc chấp hành luật hôn nhân và gia đình trong thời gian tới.